Ấy, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo mình nha. Thì video hôm nay thì mình sẽ vào trải nghiệm cho mọi người về trang phục Hindu Xích Long, một trang phục bậc S cộng thôi nhưng mình thấy là khá là chất lượng. Thứ nhất là về cái bất ngờ của nó là mặc dù trang phục bậc S cộng nhưng nó có hiệu nguyên về nha. Và trước khi vào video clip mình có thể bỏ ra 10 giây mọi người like video, đăng ký kênh, bình luận video phía dưới giúp mình. Và nào yêu quý mình hơn để chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn okay, bạn rất nhiều luôn. Người là sự kiện để săn trang phục Hindu Xích Long. Thì vào ngày buổi sáng ngày hôm nay ấy, thì mình đã chia sẻ cho người về sự kiện để săn trang phục Hindu Xích Long rồi. Thì sáng nay mình săn là mắc 12 ô là các bạn sẽ mất là 549 con huy. Còn một số bạn may mắn hơn có thể sở cho vùng này tầm khoảng 100 hay là tầm khoảng 200 con huy, hay tầm khoảng 300 con huy là một cái để sở hữu được trang phục Hindu Xích Long nhé. Như sáng nay thì mình quay full mọi người. Quay full thì bình thường những cái sự kiện mà để săn trong 2S khác ấy, thì các bạn sẽ mất tầm khoảng 1k6 con huy. Nhưng sự kiện này các bạn chỉ sở mất tầm khoảng 549 con huy là các bạn đã sở hữu được trang phục Hindu Xích Long rồi. Thì trang phục này như kiểu là trang phục Hóa Long, hoặc là các bạn để ý là nó hiệu cái năng thì nó màu đỏ như trang phục Hóa Long và có hiệu ứng Phượng Kiều Tiên ấy, như kiểu là trang bắt từ vào lại Phượng Kiều Tiên. Và trang phục S cộng đầu tiên mà các bạn sẽ thấy là sẽ có hiệu miên bè nhé. Đó, cực kỳ chất lượng luôn, hiệu miên bè. Trang phục đầu tiên trong Lego Mobile bậc S cộng mà có hiệu miên bè luôn. Đó, thì cái hiệu miên bè biên về thì các bạn thấy là nó ngang với trang phục bậc 2S luôn. Thì mình thấy là khá chất lượng nhé. Một số bạn sẽ bảo là mặc dù trang phục SP nhưng mình thấy là khá ok mà. Đó, thì trang phục này là trang phục đầu tiên mình thấy là khá là chất lượng. Thật sự là trang phục này để các bạn sở hữu được tầm khoảng 200-300 con huy, hay là gọi là nếu bạn nào mà nhân phẩm kém một chút ấy, thì 549 con huy là các bạn đã sở hữu trang phục Hindu rồi. Một số bạn nhìn là khá giống trang phục Nagadot đúng không? Thì mình thấy là khá giống trang phục Nagadot thật, hiệu kỹ năng nội tại rất là đẹp. Đây các bạn để ý nội tại kiểu như các con phượng kiểu thiên, mọi người con phượng hoàng lửa ấy, nó quay xung quanh người hai con như kiểu trong Butterfly luôn, hiệu miên về này. Đó, chất lượng như này thì các bạn không thể nào các bạn bỏ qua cho mình được. Trang phục mình đánh giá khá là cao. Nhất là về ngoại hình nhé, ngoại hình thì trang phục bộ S cộng thì mình thấy thế này cũng ổn rồi mọi người. Ngoại hình mình đánh giá được tầm khoảng 9-10 điểm, mặc dù nó không được sặc sỡ, nó không được nhiều kiểu sắc màu sặc sỡ, nhưng mà cái hiệu kỹ năng của nó thì hiệu kỹ năng mặc dù nó cũng chỉ một màu đỏ vàng thôi, hai màu thôi, nhưng mà được cái là những cái hiệu ứng đây các bạn, khi các bạn có nội tại bạn sẽ thấy là kiểu như có hai con phượng cực thiên quay xung quanh người cực kỳ đẹp đấy. Bình thường các bạn sẽ để ý là sẽ có giáp, cái giáp đó thì kiểu như là các bạn giáp lửa thôi, nhưng bây giờ nó thay hai con phượng cực thiên bay xung quanh, mình thấy là nó đánh giá khá là cao rồi đó. Mà các bạn sở hữu chỉ có tầm khoảng 200-300 hay 500 con huy đã sở được rồi, thì mình nghĩ là một số bạn sẽ rất thích. Nếu như bản thân mình thì mình sẽ rất thích trang phục này đây. Đó, một số bạn bảo là trang phục tiểu bãi biển mà có rồi thì thôi, hay là trang phục tiểu bãi biển đẹp hơn, nhưng mình đánh giá trang phục Hindu tiểu bãi biển chắc chắn là không bao giờ đẹp bằng trang phục này, khẳng định các bạn luôn. Nếu sở hữu con huy ngang nhau thì trang phục Hindu tiểu bãi biển thì sẽ không bằng trang phục này đâu. Đấy, cứ câu gì để mọi người đánh Hindu thì các bạn nhất là các bạn sẽ đỡ đam cho đồng đội thôi, chứ còn chủ yếu là các bạn sẽ dùng chiêu hai các bạn câu dẻo gây khống chế nha, và sử dụng một ít nội tại để các bạn đẩy cái địch và khống chế cái địch. Bây giờ mình sẽ lên trên đây hỗ trợ đồng đội nha. Không kịp mọi người, quả đấy kịp nhanh một chút nữa thôi là mình được một mạng của Bray đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại đường mid mình và tiếp tục farm tiếp nha. Thì theo đánh giá ấy, thì trang phục này như kiểu là yêu quái ở trong siêu nhân gì ấy, mình không rõ siêu nhân gì, nhưng đại loại là trông khá giống yêu quái ở trong bộ phim siêu nhân. Thì hồi xưa mình sẽ hay xem siêu nhân thôi, nhưng bây giờ mình lâu không xem rồi thì mình không thể nào mình nhớ được là trong siêu nhân gì, không nhầm như trong siêu nhân Gao hay là siêu nhân khủng long gì đó, khả năng là siêu nhân Gao đúng không, khủng long, một trong hai phim đó. Tại vì hồi xưa thì mình xem nhiều siêu nhân lắm, siêu nhân điện quang này, siêu nhân gọi là rất nhiều loại siêu nhân. Giờ bảo nhớ lại thì siêu nhân điện quang thì siêu nhân điện quang là hình như trong bộ Ryoma đấy, có phải không nhỉ? À không, siêu nhân điện quang khác. Còn của Ryoma là kiểu như là siêu anh hùng hay sao mọi người. Ok, thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho người về trang bị bảng ngọc và phù hiệu để mọi người thể đánh tốt về tướng Hindu chúng ta vào mùa S4 năm 2023 nhé. Thứ nhất, ngọc đỏ mình sẽ lên cho mình 10 viên công phép và xuyên phép. Ngọc tím mình sẽ lên cho mình 10 viên máu, hồi máu và tốc chạy. Ngọc lục mình sẽ lên cho mình 10 viên tốc đánh và xuyên phép nha.
đó là bảng ngọc cho vị tướng Hindu này. Về phù hiệu ấy thì mình sẽ mang phù hiệu thần quang cho vị tướng Hindu này, để khi mọi người khi mọi người câu diệt chiêu thức ấy thì mình thấy là nó sẽ câu diệt được đau hơn một chút. Còn về trang bị ấy, thì trang bị đầu tiên thì mình sẽ lên một trang bị giày xuyên giáp phép, sau đó triệu bùng nổ, sau triệu bùng nổ mình sẽ lên một trang bị để lấy xuyên giáp phép và thời gian hồi chiêu, đó là mình quên mất tên để xuyên tâm lệnh, à, không phải xuyên tâm lệnh mà là mình quên mất tên rồi mọi người. Sau đó thì mình sẽ lên cái trang bị đó là mà xong rồi sâu quá là vương miện liên kết. Sau vương miện liên kết thì mình sẽ lên trang bị đó triệu vũ mang nhé, và trang bị cuối cùng đó là sách phép. Đó, trang bị này giúp cho mình có thể là nhất là rất nhiều công phép để mình có thể gây sát thương. Bây giờ mình sẽ đứng lên câu gì hết mọi người, chạy thôi. Anh ơi té thôi, với cái nội tại tiếng Hindu này mình thấy là trang phục này khá đẹp ấy, như kiểu là yêu quái ở trong phim siêu nhân ấy, khá là thích luôn. Nào câu gì này, ui trâu ô tô nó trâu quá anh em ạ. Bây giờ mình chỉ dùng chiêu 2 này câu gì thôi, choáng này. Bây giờ mình sẽ đứng đây xem có kẻ địch đi qua không nhá. Choáng này. Lên bảo cho còn gì nữa. Nào choáng tiếp. Ui, như tôi đồ biến thường anh em ạ. Thôi té đi. Được cái là chiêu cuối Hindu cũng đẹp. Chiêu cuối các bạn sẽ thấy Hindu sẽ kiểu mọc ra một cánh lửa ấy. Xong bắt đầu có những cái kiểu móng vuốt, năm móng vuốt kiểu như một cái tay ấy, một cái tay sẽ có năm móng, năm ngón không? Thì như kiểu năm cái móng vuốt nó nhô lên trông rất là đẹp luôn. Ok thì sau đây thì mình sẽ đứng đây để câu dỉa cái địch nha. Tại hiện tại mình cũng hết máu rồi, thế mình sẽ cố gắng là đứng từ xa để câu dỉa thôi. Chứ còn giờ mình lao vào lên bảng số rất là cao, thế nên chủ yếu là có Tidam nào mình hỗ trợ đồng đội thôi, khống chế thôi, chơi luôn này, khống chế này. Đó, trời, các bạn đã biết thì với cái nội tại của tướng Hindu ấy. Ôi thôi xong rồi. Khi các bạn tích được các tầng nội tại, ví dụ đoàn anh thứ tư, đoàn anh thứ ba của bạn ấy, thì lập tức là các bạn sẽ được tăng tầm đánh. Đồng thời thì các bạn sẽ tạo ra một kiểu như các bạn sẽ đẩy cái địch lùi về đằng sau và khống chế cái địch nha. Chơi luôn này. Ui choáng cũng trúng anh em ạ. Và tiếp theo chiêu 1, khi các bạn kích hoạt chiêu 1 thì các bạn sẽ lướt về phía chỉ định, đồng thời thì các bạn sẽ kích hoạt nội tại nha. Chiêu 2 thì khi các bạn kích hoạt chiêu 2 đúng không, thì các bạn sẽ tạo ra một vụ nổ, đồng thời thì gây khống chế cái địch và gây sát thương cái địch nha. Tiếp theo là về chiêu cuối thì các bạn sẽ tạo ra một cái vòng tròn, sau đó thì những cái địch trúng phải ấy, trong phạm vi vòng tròn đó sẽ bị choáng nha. Và cái choáng này có thể là giải được từ ví dụ kẻ địch mà đi giày kim cương ấy thì có thể nhúc nhích một chút đấy, nếu mà đứng ở mép thì có thể là nhích ra được. Thế nên là các bạn cần chỉnh làm sao mà đứng ở bên trong một chút để có thể khống chế lâu một chút nha. Bây giờ mình sẽ đứng đây hỗ trợ đồng đội thôi. Ui Toro trâu phết anh em ạ. Khống chế này. Ui thật sao rồi, đông thế. Đấy, mình cứ đứng từ xa mình câu dỉa thôi anh em. Tại vì hiện tại bây giờ mình lên full sát thương, thì mình chỉ cần mình dùng đúng chiêu 2 chuẩn xác này đã lên bảng số rất là cao rồi. Bắt lượt Toro anh em. Tầm này Toro của mỗi mình Toro thôi. À, khống chế chiêu cuối luôn này, lên bảng số nha. 6 mạng hỗ trợ rồi anh em ạ. Đấy này, khống chế. Thực cái là cái nội tại của tướng Hindu ấy, khi các bạn có nội tại lập tức là trên người các bạn sẽ được bảo vệ một lớp giáp. Các bạn để ý là đây là con rồng hay là con phượng cửu thiên gì đó, khả năng con rồng lửa ấy sao mọi người. Mình không rõ lắm. À, thì các bạn sẽ được một cái lớp giáp để có thể là ví dụ giáp như kiểu các bạn là sử dụng cái lớp giáp khiên ấy mọi người. Giáp ảo. Bây giờ mình sẽ đứng đây hỗ trợ đồng đội nha. Tại mình yếu máu rồi. Đó. Farm được ít gì thì farm thôi anh em, té ra thôi. Bray, từ bây giờ mình sẽ đứng để hỗ trợ chứ. Cho đồng đội về, à đây bắn đi, thôi. Ui, thì xong rồi. Thay em anh ơi. Mày có vẫn còn đủ, không đủ sát thương anh em ạ. Các bạn trông cho tôi Toro kiểu như là nhiều đam phết. Đứng đây câu dỉa nha mọi người. Cứ đứng đây các bạn đứng xa xa một chút, các bạn câu dỉa kiểu gì cũng ra đét. Choáng này. Đấy này, lên báo số còn gì đó. Thần thánh dành cho rừng team mình luôn. Cái mình cũng được 8 mạng hỗ trợ rồi. Một mạng hai gục nó ok rồi.
chủ yếu là mình chặn này mình sẽ hỗ trợ thôi chứ không phải là chuyên ăn mạng anh em ạ. Ô rỉa này, choáng này, đấy, choáng thế nó không cho kẻ địch lao vào đồng đội mình là được. Tiếp tục này, choáng tiếp này, đứng được xa cái sát thương đâu. Chạy em sang đó bạn ơi. 9 mạng hỗ trợ luôn anh em, thế cũng ok rồi. Bây giờ mình sẽ đẩy cái địch nhé. Choáng này. Từ bình tĩnh anh em ạ. Thôi win thôi anh em ạ. Nào choáng bạn này. Choáng hoạt cuối, ok. Thì sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây và chào các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo, bye bye.